việc xin phép trọng tài. Trong nếu mà tự ý đi ra ngoài mà không có xin phép trọng tài thì sẽ bị phạt luật và sẽ bị xử theo đúng quy định. Xin mời các vận động viên giảm thể lực thi đấu. Bắt đầu bắt đầu. Vô thằng lại với trường, thằng lại với trường, trường ngọng, thế vô thực sự. Trường ông ấy không đến thì sẽ thua luôn rồi. Ông Hữu Hùng rồi. Đâu cứ 8 giờ 3 giờ không đến là dự được đúng rồi.
Thank you.
Thank you.
Mày hết. Thank you.
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 Từ từ ơi, vào điều ơi. Thank you.
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 Cờ đi đấu xe cơ. Cờ 7 này thấp ơi thấp. Cờ thắng chặt cơ là đi cờ anh thêm đấu xe. Cờ thua rồi cờ ai mà đỡ được. Cờ đống xe xe đang để của anh người ưu thế lớn luôn. Thank you.
Thank you.